Anh đang làm gì vậy anh Minh? Hả? Anh đang làm gì vậy? Hôm nay qua đây làm gì mập? Em qua em có chuyện muốn hỏi anh. À, anh đang bảo trì thay nhớt cho con xe này. Nhớt con xe này em quay nè, Dạ. Nhớt còn rất là mới luôn, thấy không? Nhưng mà chủ xe người ta ở xa á, nên người ta kêu thay mới luôn để mất công người ta về khỏi bảo dưỡng. Mặc dù nhớt rất là mới nè anh em thấy không? Rất là mới, rất là đỏ, ok đó. Đó, nhưng mà chủ xe là muốn anh bảo dưỡng cho luôn một lần luôn. Rồi em hỏi gì? À, em muốn hỏi anh là anh em người ta hay hỏi là thủ tục mua xe ở xa rồi như thế nào anh? Là anh em hỏi thủ tục mua xe ở xa hả? Dạ, đúng rồi. À, thì con này là cũng ở xa luôn nè. Cái con này ở xa luôn mà đang nhờ anh là thay nhớt luôn, mặc dù nhớt mới mà muốn thay mới luôn toàn bộ để về người ta chạy á. À, thì bây giờ sẵn tiện thôi để chờ anh thay xong đi. Anh thay xong rồi anh sẽ vô, anh sẽ hướng dẫn với anh em là thủ tục như thế nào, làm như thế nào và có nhiều cách như thế nào luôn. Rồi ok anh em. Rồi thì sau khi thay nhớt xong thì cũng câu hỏi đó mình cũng thấy có nhiều anh em trên kênh ha, hỏi mình thì mình mặc một cái áo vô nhìn cho lịch sự chút xíu rồi để lên clip nói chuyện với anh em. Lúc mà thì xe này mình đã thay nhớt rồi xong thì xe này là của một người em ở Phú Yên á. Nói chung á là bán xe đi xa anh em là nó sẽ cực hơn là anh em tới đây mua. Ví dụ anh em tới đây mua là anh em chỉ cần lấy cờ vẹt rồi ra ký giấy cái là xong, nhanh gọn lẹ. Rồi anh em thích ra tên hay là rút hồ sơ rồi đó tùy cái mình giao kèo với nhau. Còn bán xe đi xa nó rất là cực, có nghĩa là mình nói chuyện giao kèo rồi phải như ví dụ bây giờ nè là mình phải băng lại để gửi xe đó, mình băng từng cái dàn mũ lại. Nhưng mà khi mà xe người ta chạy ẩu hoặc là xe nhiều á, nó cũng chày chút xíu, nhưng mà hạn chế nhất có thể là mình tự mình băng lại cho nó chắc, mình băng lại những cái chỗ mà nó ấy á. Thì hiện tại mình đang làm luôn, mình quay cho anh em xem. Thì mua xe ở xa sẽ có nhiều trường hợp thế nào? Có những anh em người ta tin tưởng mình, và dĩ nhiên rồi là anh em phải chuyển tiền hết con xe thì mình mới gửi xe cho anh em được. Và như con xe này đây thì đó là một cái trường hợp gọi là bạn đó gửi chứng minh photo, gửi hình chứng minh với lại hộ khẩu, thì mình sẽ ký về cửa hàng ô tô, rồi mình sẽ đi rút hồ sơ. Thì quá trình nó sẽ dao động từ 14 ngày thì mình sẽ rút hồ sơ xong rồi mình xuất hóa đơn cho bạn đó, thì nó sẽ ra một cái bộ sơ gốc và cái hóa đơn. Bộ sơ gốc rồi cái hóa đơn đây đó. Thì sau khi rút hồ sơ thì nó sẽ không có cà vạt và cái biển số nha anh em nha. Thì nó đây, nó không có biển số và không có cà vạt, tại vì mình đã trả hết lại cho công an rồi. Thì nó người ta sẽ trả lại cho mình là cái bộ hồ sơ rồi xuất hóa đơn cho cái người mua, là cái người mà mua con xe về Phú Yên nè. Thì anh em cầm cái bộ này, anh em về khu vực mình ở, anh em đóng thuế ra tên là xong. Là xong, đóng thuế ra tên, bấm biển số mới. Đó là một cái trường hợp này. Và nó tốn rất là nhiều thời gian của mình, không những là của người mua xe mà cũng là người bán xe cũng tốn rất nhiều thời gian. Rồi em quay ra trước nè. Đó đúng rồi, băng vậy đó, băng vậy mới kỹ, băng như thế này đó, đúng rồi đó, vậy mới kỹ đó, vậy nó khỏi chạy xe của người ta. Băng vậy tốn băng keo luôn á. Rồi ok, rồi băng đi, băng. Đó là một trường hợp này có nghĩa là ký về cửa hàng xuất hóa đơn cho anh em chỉ cầm cái tập hồ sơ này. Và anh em đem theo chứng minh nhân dân và hộ khẩu là anh em có thể ra tên bấm biển số mới ở khu vực, ví dụ Phú Yên thì mình về Phú Yên mình làm. Đó là một trường hợp. Còn trường hợp thứ hai, đó là anh em mua xe ở xa, mình có thể tiếp anh em được, tới đây anh em mình có thể tiếp và mình có phòng riêng cho anh em. Thì anh em lên đây anh em ký giấy thì sẽ ít tốn kém hơn. Và anh em muốn lên giao lưu với mình là rất là thoải mái, cái đó là mình ưu tiên. Nghĩa là anh em có thể ngủ lại rồi mai mình giao lưu vài lon chẳng hạn đó. Thì đó là dành cho những anh em ở xa. Nhưng mà nói thật là bán xe á, mình cũng muốn anh em mà lên coi xe, cho lên coi xe đồ này nọ đồ cho nó anh em vui vẻ coi xe rồi chốt xe cho nó thích đó. Gửi thì mình cũng vẫn hỗ trợ gửi thôi, nhưng mà phải là anh em nhiệt tình lắm á, mình cố gắng gửi. Có nhiều anh em á là kêu mình gửi nhưng mà không muốn chuyển, chỉ là 5-10 triệu thôi sao mà mình dám gửi đó. Gửi xe cho anh em mình, anh em thì anh em sẽ biết mình, còn mình thì thực sự không biết anh em, tại vì kênh YouTube đồ gần 500 ngàn sub rồi cái độ hot nữa,
thì sao mà Minh không gửi xe cho anh em được, đã nhận tiền là phải gửi. Còn Minh thì Minh không biết anh em là ai hết, thì anh em mua xe thì anh em muốn ở xa mà anh em muốn mua xe giống như anh này á thì chỉ cần chuyển tiền hết cho Minh rồi đó, anh em muốn cái gì lên gì, ví dụ anh này á, thì xe không có chống đổ, anh muốn mình lên chống đổ thì mình bắt luôn cái chống đổ cho anh, cái gì mình có thể hỗ trợ được thì mình làm đó, rồi sau này anh chuyển khoản lại cho mình đó, rồi cái việc là rút hồ sơ thì anh muốn rút thì mình sẽ rút cho anh, rút hồ sơ ký về cửa hàng rút hồ sơ cho ảnh là xong, là đem cái bộ hồ sơ này gửi cùng con xe về là đóng thuế ra tên. Còn cái trường hợp hai là có nhiều anh em mua xe của Minh là người ta muốn trải nghiệm đó, thì người ta mua thì Minh gửi cà vẹt với lại hợp đồng, gửi cà vẹt ra cho anh em chạy thôi, rồi chừng nào anh em thấy chán thì anh em gửi lại cho Minh, gửi lại cho Minh rồi Minh coi tình hình xe rồi Minh báo giá xe thu lại đó. Đó là những cái trường hợp thứ hai. Còn cái trường hợp thứ ba là anh em ở xa thì Minh có hỗ trợ là cho anh em ở lại đó, ở lại giao lưu đấu kiếm ở lại chơi rồi lên ký giấy á, nói chung rất là thoải mái, nói chung hỗ trợ hết anh em, chỉ cần cảm thấy anh em thích và anh em yêu chiếc xe đó là Minh sẽ hỗ trợ hết mình. Còn khi mà giao xe là mình phải băng như vậy thì nó mới chắc, chứ bây giờ mình không có tin tưởng ở ngoài cái xe được, mình phải tự băng thôi. Nhiều khi người ta băng ẩu anh em, người ta muốn chở hàng nhiều á, dịch này giao hàng rất là nhiều, và có thể là anh em quen biết nhà xe, anh em cứ nói mình đem xe ra nhà xe mình gửi, anh em hiểu không? Ví dụ như là mình gửi từ đây ra ngoài Quảng Ninh đi, ngồi gửi đây qua Quảng Ninh, mà anh em biết xe Sài Gòn chạy Quảng Ninh thì anh em cứ báo xe đó xe của mình đó, xe quen á, thì mình sẽ chạy ra cái chỗ xe quen anh em gửi. Nhiều khi là chi phí nó sẽ tiết kiệm hơn, tại vì xe quen mình nó sẽ rẻ hơn. Còn mình thì mình biết cái chành xe nào thì mình gửi cho anh em cái chành xe đó thôi. Đó là gửi xe như thế. Còn anh em quen biết thì sẽ tiện hơn. Ví dụ anh em ở Mũi Né đi, Mũi Né Bình Thuận đi, mình cái đó cái chành xe đó mình quen á, mình ra đó mình gửi thì ok, mình sẽ hỗ trợ anh em ra đó, mình sẽ gửi cho anh em. Đó là về anh em mua xe ở xa đó. Và như anh em này á, thì nhớt như anh em thấy rồi, xe này đây mình gửi là nhớt nó vẫn còn mới, nhưng anh muốn thay luôn, anh muốn bảo trì bảo dưỡng luôn lần luôn, anh về anh chỉ chạy thôi đó, rồi lên chống đổ này nọ là xong. Đó là cái vấn đề mình đã giải thích cho anh em mà đã xong rồi đó. Rồi anh em còn thắc mắc gì nữa thì cứ hỏi mình sẽ làm video để mình trả lời cho anh em. Nhiều khi cái video nó dài á thì mình mới trả lời được nhiều hết đó. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker, chúc anh em có một ngày làm việc thiệt là vui vẻ và nhiều thành công hơn, và nhanh chóng sở hữu được một cái con xe phân khối lớn cho riêng mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều, chúc anh em thật là nhiều sức khỏe.